Mời quý vị và các bạn nghe mục đọc truyện của báo Thanh Hóa trong chương trình hôm nay là truyện ngắn Từ trong bình yên của tác giả Tống Phúc Bảo qua giọng đọc Văn Hùng. Hải về đến phòng trọ khi hoàng hôn phủ lên thành phố một màu vàng rực tựa như lửa nhà ai chiều hôm cơi bếp ấm. Một buổi chiều lạ lùng và giao giác, người xe hối hả xuôi ngược khắp mọi ngã đường dãy phòng trọ nằm sâu trong cái xóm nhỏ trăng trịt nối từ hẻm này sang hẻm khác, xóm của dân ngụ cư. Tứ chiếng tựu về, những phận đồi bôn ba xa xứ tha hương miêu sinh trên đất Sài Gòn. Thoảng khi gặp nhau, gật đầu chào một cái lễ lệ, mạnh ai nấy bươn trải, thời gian đâu nhòm ngó phận đời khác. Đất này, nghỉ một nhịp lấy hơi, đôi khi người ta đi cả quãng đường dài rồi, đất này chẳng thể ở không sáng banh mắt ra là lao vào vòng xoáy bộn bề cơm áo gạo tiền chiều tối lên lỏi trong đám đông kẹt xe ken cứng tiếng còi bấm náo loạn khói bụi mịt mùng về đến nhà thể như chẳng còn một chút hơi sức mà làm việc gì tới tháng nào là tiền phòng tiền điện tiền nước hàng trăm thứ chi phí để đồng lương từ tay này truyền sang tay kia là bay cái vẻo hết còn nhiều lắm những toan tính cho cuộc mưu sinh thì dịch bệnh tràn qua thành phố. Lệnh giãn cách khiến ai nấy đều lo âu thấp thỏm. Những con người hàng ngày chạy đua với cơm áo gạo tiền nay vì dịch Covid-19 mà gánh nặng đè vai gồng mình chống chọi. Hơn 7 giờ tối thì dãy phòng trọ gần như có mặt đầy đủ. Tiếng gì dao ban tán bắt đầu lan dần. Tiếng ý ới nhau hỏi thăm tình hình tiếng thở dài thườn thượt xe lẫn những băn khoăn chăn trở về hay ở giữa những lúc gian nan này cầm cự bao lâu cơn dịch nguy biến khôn lường đã một lần giãn cách đám nhà trọ như hải cũng đủ thấu hiểu cái khốn khó của những ngày bó khối quẩn quanh với bốn bức tường những bữa cơm thiếu dần sau thịt ở sài gòn này một ngày không kiếm ra được tiền là một ngày trôi qua chịu chịt trên đôi vai người lao động gì chứ cái xóm trọ cứ thủ thì truyền tay nhau năm ba trăm ngàn đồng, cứu nhau lúc chưa kịp kỳ lương, hay những phút ngặt nghèo tiền gửi về quê chẳng đủ. Xóm trọ hai chục phòng, có phòng là cả gia đình nắm níu nhau từ Nghệ An vào đây, có phòng thì mấy cậu sinh viên ngoài Bắc, có phòng thì mấy cô miền Trung, năm bảy tỉnh tụ lại ở chung đi bán đồ ăn vặt linh tinh trên mấy cánh mẹt cái nia. Hai chục căn phòng gói gọn nhiều mơ ước, nhiều phận đời mà phận đợi nào đem ra kể cũng dài lướt thướt như mấy đại lộ hào nhoáng vừa mới xây xong của Sài Gòn. Mấy bà cô bán mệt ngồi thở dài ở căn phòng trọ quấy tiếng rộn ràng khiến dãy nhà trọ cũng lú đầu ra. Khổ rồi mấy bà ơi, nghe đầu kỳ này cấm bán rong, đi lang thang là họ bắt nhốt. Trời, chẳng cho bán thì tiền đâu mà sống. Bệnh như rì mà bán bán cái chi, về không hay ở đây? Mỗi bà một câu, rôm già xôm tụ, nhưng chẳng ai trả lời được câu hỏi cuối. Câu hỏi, ngay cả đám nhà trọ nghe lỏm, xong cũng quay sang nhìn nhau rồi lặng im. Dãy nhà trọ, toàn tiếng thở dài, chìm dần dần, từ từ vào đêm. Đêm đầu tiên giãn cách, giấc ngủ của hải chập chờn những con sóng biển, về vùng đất biển do xuyên ba làng. Thấy Trinh trao nhớ mùi nước mắm, đã quện vào năm tháng tuổi thơ. Mẹ Hải là con gái nhà nông, lấy bố Hải là chàng trai làng biển. Cuộc sống người đất biển nghèo nhiều nỗi khó khăn. Thời đó, gái trai làng biển bỏ xứ lên Hà Nội hay đi Sài Gòn để tìm kiếm cuộc đổi đời cũng nhiều. Làng xóm cứ thưa thớt dần. Bố cũng chỉ nghĩ đơn giản, mình suốt ngày bán mặt cho sóng, bán lưng cho trời học hành một chữ bẻ đôi chẳng biết dáng lắm cũng nguệch ngoạc được cái tên nên chắc chẳng có con gái nào ưng nào ngờ cái chất phát hiền lành của bố hải lại khiến mẹ và cả gia đình thương mến cảm tình ngoại nói mẹ làm vợ bố đi cái thằng cù lân nhưng được cái thật thà có gì khai hết chẳng giấu lại thêm suốt cả ngày ở đây chứ chẳng dám nhìn lấy mẹ một lần chỉ lén lén ngó lên, gặp ánh mắt ông ngoại thì lại cụp xuống. Khác xa mới đám trước, bê chắp qua mà mắt liếc dọc liếc ngang mẹ. Hồi ấy, làng bà ngoại giờ hơi, gả con gái chi cho cái thằng đất biển nghèo ấy, nắng gió biển, làm đàn bà sạm ra thô kịch. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Đôi khi ôm mộ gió mà khóc. Mẹ Hải tuy chẳng phải sắc nước hương trời nhưng có ăn học đàng hoàng tính tình dịu dàng miệng cười tươi tắn lại đảm đang tháo vát ông ngoại cứ cười hề hề hỏi mẹ ưng không mẹ chẳng nói gì chị bảo cho mẹ năm bảy ngày suy nghĩ nhưng đầu chừng ba hôm sau một mẹ mình về ba làng tìm bố mới sáng thuyền về bố đang bốc mấy thùng cá xuống bãi mẹ đứng từ xa nhìn bố thân ảnh đen chùi chuỗi vạm vỡ đang luyên thuyên với mấy chị mấy cô Thì nhắc thấy bóng mẹ Bố khựng lại rồi chậm chậm bước tới Bố dẫn mẹ lang thang ven biển Cặp mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ Nhưng bố cứ năng nặc chẳng để mẹ về Cứ ngồi đó mà nhìn sóng biếc xanh dì rào vỗ bờ Bố chẳng nói gì ậm ở trong miệng Thỉnh thoảng len lén nhìn mẹ Rồi lại mông lung mây trời xa thẫm Mẹ hỏi bố chỉ một câu con gái nhà nông chưa quen việc cá mắm, sợ không biết việc, không phụ được chồng, nhà chồng, anh chịu không? Làm vợ xứ biển cực lắm, em chịu được không? Bố chẳng trả lời mẹ, mà ngập ngùng hỏi lại. Mẹ cũng chỉ lặng im, nhưng xem chừng, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Bố đưa mẹ đi thăm thú một vài cảnh đẹp của thị xã Nghi Sơn. Biện Sơn, một vùng danh lam thắng cảnh lịch sử văn hóa chùa an các biển hải hòa dì dào sóng vỗ bố dẫn mẹ đến biên giếng ngọc xã đảo nghi sơn múc gấu nước uống chung mong cho gắn bó mãi chọn đời phải thương nhau mà sống cực khổ gì cũng phải chung lòng chịu đựng giếng ngọc gắn với câu chuyện tình mỹ châu trọng thủy chẳng biết linh nghiệm ra sao nhưng hễ ai trong làng có điều gì đó chúc chắc thì cứ ra giếng mà tắm gội mà múc nước uống. Những âu lo muộn phiền cũng được gột rửa hay tưới mát cho một niềm tin giản dĩ, tình yêu lâu bền. Vậy là mẹ về với bố, bằng tất cả tình yêu với bố, với mảnh đất ba làng, mẹ Hải chuyên tâm học nghề làm nước mắm truyền thống. Vững tay nghề, hai vợ chồng trẻ mạnh dạn bắt tay làm cái xưởng nước mắm kế thừa truyền thống cha ông bố đi biển, mẹ ở nhà ủ mắm. Đời cần lao theo mùa gió cát, theo mùa sóng biển. Năm hải lên sáu là bố mất hút theo cơn bão số 10, đánh tan nát xứ biển. Mẹ chỉ vừa tượng hình đứa con thứ hai. Dễ nhà trọ rất díu nhau đi qua mới hơn một tuần giãn cách đã thấm đòn mùa dịch. Ca nhiễm bệnh càng tăng cao khiến mọi người hốt hoảng. Đám phòng số 6 chiều ghé ngang hỏi hài, tìm đường về đi anh, ở đây mình chẳng sống nổi. Phòng số 7 đối diện trượt ló đầu ra ngập ngừng, hay mình tìm bao một chuyến xe về chung cho an toàn. Tính qua tính lại, cũng cả hai chục người thanh hóa tụi mình trong này. À hay mình kết hợp mấy cô nghệ an ở phía dưới trung đường về nè, xe đến tỉnh nào thả người tỉnh đó. Cả dãy phòng trọ lại xôn xao ló đầu ra nhìn nhau, nhưng mình từ vùng dịch đi qua các chốt như thế nào rồi về đến tỉnh ra làm sao lại thêm nhiều câu hỏi bàn ra không khí đang trầm mặc thì cô chủ nhà ghé sát vào cổng rào mang khẩu trang đeo kiếng chống giọt bắn nói rõ to khu phố vừa có ca nhiễm bà con ơi họ vừa kéo rào phong tỏa chiều tối nay tập trung lấy mẫu xét nghiệm bất giác nhiều tiếng trời ơi vang lên dễ phòng trọ nhốn nháo, kẻ đi kiếm khẩu trang, người ngồi canh lại gạo thịt trong nhà, mấy cô buôn gánh bán bưng thở dài thơn thượt, than mình xa vậy, lỡ mắc bệnh chắc hết đường sống. Tiếng khóc dấm dứt khiến Hải thêm não lòng. Hòa điện thoại, ngay lúc Hải đang xếp hàng chờ lấy mỗi xét nghiệm nhanh. Hòa bảo mẹ kêu anh về, trên ấy dịch căng lắm, về với mẹ. Có gì thì cũng phải ở nhà, có gì là có gì Câu nói của Hòa là nỗi ấm ảnh của mẹ Từ chiếc mụ gió của bố Thêm mấy ca từ trong khu phố Bị đưa đi xét nghiệm nhanh Cho kết quả dương tính với Covid-19 Khu phố chính thức nhận lệnh phong tỏa Dễ nhà trọ lục đục kéo về May quá chẳng ai bị Mấy cô phòng cuối mừng mà mắt đỏ hoe Lơ lửng trên đầu mọi người là câu hỏi về những ngày sau rồi sao sống, rồi ăn cái gì? Xóm nghèo nương theo bơ kênh, lay lắt toàn những thân phận làm bữa nào xào bữa đó. Cái nghèo nó kèm theo cái đói ngay mùa dịch dã. Số ca nhiễm đã hơn ba ngàn, tiếng thở dài não nề hơn trong cái xóm trọ của Hải. Đêm nay thành phố phong tỏa, Hải chẳng tay nào chợp mắt, giấy phòng trọ nhiều phòng vẫn sáng đèn đêm lặng gió nhưng lòng người đầy biến động mỗi một năm cứ ngày ngày dỗ bố mẹ lại lặng lẽ ngồi suốt trên bãi ngay cái chỗ mẹ hải vẫn thường ngồi đợi bố trở về sau những chuyến biển bà ngồi từ buổi hoàng hôn rát vàng sóng biển cho đến lúc biển đen kịt chẳng thấy được đâu là biển đâu là đêm mấy lần nội bảo mẹ hải đừng ra biển nữa đừng trông chờ xa khơi đừng nhìn sóng nữa sóng nó đánh bạc đầu lúc nào chẳng hay có lần nội bảo mẹ cứ tự do đến được với ai thì đến mới hơn ba mươi mà cứ để hai đứa nhỏ lại rồi đi khi nhớ thì về mẹ còn trẻ lắm mẹ cười buồn lắc đầu trẻ gì nữa đâu hai đứa con còn nhỏ quá mất cha rồi chẳng có mẹ chăm sóc tội lắm con uống nước giếng ngọc với ai Thì con theo người đó suốt đời Nội thôi chẳng còn nói mấy chuyện của mẹ Trên mâm cơm chiều nữa Sự nước mắm ngày càng lớn dần ra Chú út sau mỗi lần đi thuyền Lại về cùng mẹ hì hục ủ cá Hai anh em Hải cứ thế lớn dần lên Theo mỗi mùa gió thổi Cắt bay mịt mùng xứ biển Mấy mối lái ghé nhà Nội dục chạc chú út đến rát cổ thì cũng nhận được cái lắc đầu. Làm dâu xứ biển nghiệt lắm, để tôi sống một mình tôi còn lo cho cả nhà này. Chú út quần quật suốt ngày, bao tiền hàng cũng đem về đưa cho mẹ hài. Năm ba hôm mới xin lại một ít mua thuốc hút, mẹ bảo chú út cứ cất riêng tiền đi thuyền, còn có cái sau này lập gia đình. Chú lắc đầu, đi về phía biển. Chị giữ đó mà chi tiêu trong nhà, dư thì đỡ lo cho hai đứa nhỏ những ngày chú út đi biển mẹ hải hay thắp hương vọng bố trên bàn thờ tiếng kinh cầu lầm rầm rất lâu duy chỉ có một lần hải nghe được lời mẹ cầu trận bão bất ngờ đổi hướng khiến nhiều tàu thuyền bị đánh giã nát mẹ nghe tin từ các đồng chí biên phòng báo không thể liên lạc với được tàu của chú út mẹ lại vọng bàn thờ bố mẹ thủ thì nói bố có thương thì soi đường dẫn lối cho chú hải an lành Mẹ khóc, bảo bố phải cứu chú Út. Xảy ra còn chú mà, bố tụi nhỏ ơi. Đêm ngủ không yên, mẹ trở dậy. Giữa cơn mưa nặng hạt, mẹ giặt sạch bộ đồ cho chú Út. Mẹ bảo về mặc đồ neo Út. Chưa hôm sau, bão tan. Các đồng chí biên phòng báo đã tìm được tàu chú Út. Lần đầu tiên sau nhiều năm bố mất, Hải mới thấy mẹ cười mừng đến thế. Chiều hoàng hôn đã thấy mẹ ra bãi đứng chờ. Mẹ bảo Hải, đứa đàn bà xứ biển này sinh ra đã khoác lên mình cái số phận chờ đợi. Chẳng ai tránh khỏi. Vậy nên, ngày chú út chờ Hải ra biến xe lên Sài Gòn học, mẹ đứng ngoài cửa chờ cho bóng Hải khuất dần, khuất xa và hun hút. Mẹ ít khi dục Hải về. Mẹ bảo đàn ông cứ đi đâu thì đi, nơi nào thích ở thì đến, nhưng chẳng phải nơi nào cũng có thể là quê Có gì thì cũng về với xứ mình nha con Nhưng giờ thì với những người đang nhọc nhằn cuộc mưu sinh nơi thành thị này Đường về nó nhu khê hơn bao giờ hết Có tiếng đập cổng rào y đùng Mới hơn 8 giờ sáng Đám nhà trọ vẫn ngơ ngác Chưa kịp hiểu gì hết Thì đã nghe oang oang ngoài cổng Giọng cô chủ nhà bà con tập trung giúp tôi cái nè mỗi người một phần gạo mì gói rau củ chút cá với mấy món đồ khô nhen phòng nào có em bé thì lấy thêm hai lốc sữa phòng nào có đông người thì lấy hai phần nhen của ít lòng nhiều đây là đồ của mấy đoàn gửi tặng xóm nghèo tụi mình còn tôi thì thôi bà con cứ ở đây yên tâm tiền phòng thắng dịch không tính điện nước tôi lo luôn mình giờ cứ thương nhau mà sống bà con ơi Tiếng vỗ tay lốp đốp vang đều lên trong dãy nhà trọ Công rào mở ra Xếp hàng giãn cách Tự giác đeo khẩu trang Từng phòng nghiêm ngắn lấy phần mình Cô chủ nhà đứng đó mắt đỏ hoe Nè bà con Tôi hồng có trao tận tay Không phải tôi coi thường bà con Mà mình an toàn nhé bà con Cô chủ nhà thân tình nói Ai thiếu gì cứ ra cửa kêu Hay điện thoại tôi cái nào tôi cho được tôi cho Đừng ai nói thiếu tiền nhen Mùa này cả xóm thiếu hết Hỏng riêng bà con Vậy là cả xóm trọ cười vang Nhẹ nhõm mừng mừng tuổi tuổi Nhận được đồ tiếp thế Chẳng nhiều nhận gì đâu Mà ai ai cũng thấy ấm lòng Thấy mình vẫn được nhớ đến Không bị bỏ lại phía sau Bỗng trong dòng người Thấy có tiếng reo lên Trời ơi, có nước mắm do xuyên ba làng, đâu ra vậy cô? Ủa, có gói miến của bà con Thanh Hóa gửi vào nè mấy đứa? Có cái tem dán bên ngoài nè, ghi hướng về thành phố mang tên bác đó. Mấy người nhận đồ tiếp tế trước đó cũng háo hức dở ra coi. Thôi thôi tụi bầy, la cho lớn, người ta bu vô xin thì tao không có cho đâu. Cô chủ nhà mắng nhẹ. Ông chồng tao, ông người Thanh Hóa bây ơi. Ông vô đây cái ông mê nhăn sắc gái Sài Gòn, ổng bị tao dụ ở đây luôn đó nhen. Bữa ông nghe tao than, đám phòng trọ bị phong tỏa, hồng biết tính sao. Ổng vận động hội đồng hương trong này quyên góp để gửi tặng trăm phần cho khu mình đó. Cô chủ nhà hào hứng kể. Từ từ còn nữa rồi mình chia nhau sau. Nhớ quê thì thèm vị mà bấy. Sài Gòn Hồng có bỏ rơi ai đâu, đất xa nhưng Hồng lạ nhân bà con. Hạnh phúc đong đầy từ những điều đơn giản gần gũi như thế. Cổng rào khép lại, đám nhà trọ nhìn nhau cười mà nước mắt rơi. Có người không kìm lòng được, đổ chút nước mắm do xuyên ba làng ra nhấm nhấm nơi đầu lưỡi, rồi chép miệng tận hưởng hương vị, thấy trào dâng nỗi niềm thương nhớ quê hương. Hải đứng nhìn chai nước mắm trong tay, hương vị nước mắm của quê hương mình, tuổi thơ mình đong đầy ở đó. Nơi Sài Gòn cách biệt hàng ngàn cây số này giữa cơn bão Covid-19 đầy tai ương. Nước mắt rơi tự lúc nào, vậy là có mẹ kề bên rồi. Giãn cách chứ đâu thể chia cách con người ta được, phong tỏa giới nghiêm nhưng chẳng thể nào giới hạn lại lòng người ta được. Và quê nhà cũng luôn nhớ về những đứa con xa xứ. Hải cũng chẳng cần gì to lớn lúc này hết, chỉ cần thấy mẹ cạnh bên mình vậy đã là bình yên giữa trùng xương sóng gió bình yên tự trong niềm thương mẹ nhớ quê